Xin chào với cô chú. Hiện tại em đang ở đây là ở Cái Bè, Tiền Giang. Đây là dòng sông Ông Dẻ, cách cầu Ông Dẻ vô khoảng vài trăm mét. Hiện tại đây là có đang sạt lở rất là nghiêm trọng. Một phần ăn sâu vô đất liền tới cái cổng của người dân luôn rồi. Cái này nó sạt quá tay luôn. Sạc nguyên cây dừa xuống sông luôn cô chú. Phần này là phần sạc là cô chú, đây là dây hết rồi. Cái mí bò tới ngoài mấy kia đây cách khoảng là hơn 10 mét á, giờ đã sạc cái dòng sông luôn. Ủa bà, cho con hỏi thăm cái chỗ mà mình sạc á, nó đã lâu chưa vậy bà? Mười mấy ngày rồi à, cũng mười mấy ngày nay rồi à. Dạ, nó sạc là chắc sáng hay chắc tối vậy Chắc bà? là 4 giờ khuya, bốn Dạ, giờ sáng á. dạ. Lúc đó mà có nghe Không, tiếng gì không nghe, bà ngủ rồi. Mấy bà đi chợ, mấy kêu bà chết ơi, bà chết cái xài bà xuống sông hết rồi. Mới chạy ra thì thấy nó đứng trong góc như vậy đó. dạ, xài rồi vừa nữa. Xài rồi vừa, hai cái dừa cái xài. Hai cái xài rồi mới lỡ sao, đây là cũng bự vậy đó rồi. Chưa lỡ nhưng mà mấy ông này thấy vậy nó thôi cưa cái xài, không cưa là lỡ nữa. Nó vậy chứ cưa rồi cũng lỡ luôn. Dạ. Hiện tại thì con thấy nó muốn tới cái cửa gạo của bà rồi. Ừ, tới cái nhà đó. Hồi đó giờ khu vực của mình ở đây nè, có trường hợp như vậy không bà? Đó, chỗ bắc cầu đó. Dạ. Chỗ bắc cây cầu đó đó. Dạ. Dưới cái mé bên ông Thầy Sơn, chỗ sát bên mí đó luôn. Dạ. Ông lỡ trước rồi mà ông trồng dừa vợ lên cao vậy rồi nữa đó. Dạ. Ừ, ông lỡ rồi ông trồng dừa lại giờ có trái mà nó cũng nghe nó thấy nứt nứt dữ hoài à. Dạ. Không biết thì sao. Vậy là gần một một năm nay thì bị chứ những năm khác thì không có bị ha. Không, mấy năm đó là của ông thầy đó là mấy năm nay rồi, trồng dừa lên cao là cũng lâu À, rồi. vậy cũng là 6 năm Rồi nay rồi. còn cây này thì cái bắc cây cầu này cũng 4 5 năm, 5 6 năm gì à, cũng Dạ. lâu rồi. Rồi sao tự nhiên giờ tới đây? Rồi, đâu ở đây là đất thấy còn xa quá cũng đâu ai nghĩ mà sạc. Ừ, mà hồi đó cái cục đất chỗ này ủy ban qua còn nói chỗ này là không bao giờ nghĩ cái của cái mấy cái xài này lỡ, mà tại sao lỡ không biết sao, là nó đất nó nước nó chảy vô nó sấy đâu dưới làm sao. Dạ. Thấy nhiều cái thấy cũng không 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 ở đâu, ngờ đâu. không ngờ được. Hồi đó giờ là chủ gì chủ quan là không bao giờ lỡ tới đây. Nó Dạ. mấy mình đó nó lỡ lỡ thì sợ. Chỗ đó nó có cây xài bà xanh bự nữa, ở cây xài xài xanh bự. Dạ. Rồi nó lỡ rồi nó lỡ trước, nó ngã đầu xuống dưới không? Bà ủy ban dắt đó là ủy ban thích rồi. Dạ. Ủy ban mới nói thấy cây xài bên Hoàng nó ngã xuống trước. Dạ. Rồi thấy mấy cây xài bà chính ngã sau. Dạ, trong trong vòng tích tắc có 50 phút gì hả? Ừ, chắc vậy quá à. Rồi cây xài sao vợ chìm đâu lúc bà tì đâu dưới mất tiêu luôn rồi. Mắc cái đọt luôn. Mất luôn không hở thấy gì trơn luôn. Còn cái này còn đứng lên, cái kia chắc nó ngã nó nằm. Dạ. Cho nên hồi thấy 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 cái đọt nằm lên còn còn đưa chạy vô chạy ra phất phơ Dạ. bữa giờ đâu bắt tiêu luôn không biết. Con sông này cũng nhỏ chứ không lớn mà sao nó lạ. Lỡ quá trời lỡ không biết. Ngoài kia vô cũng có thấy ngoài kia không? Dạ có. Dạ dạ trong này cũng lỡ chứ lắm. Vậy ông chồng cũng có nữa hả bà? Dạ dạ trong chồng có nữa, nguyên cái nhà người ta mới cất nó xuống thông luôn, cũng cất meo meo như vậy đó. Dạ, nhà mới cắt. Nào mới cất cái bạn người đó hai chồng cũng mua không có tiền mua được cái được ở ngoài sông vậy đó, Dạ. cái nhà mà lỡ xuống dưới thì nhờ bằng đêm đó, nhờ nhờ nước rồng, hai vợ chồng đứa con không thao chứ phải nước lớn chắc chắc Vậy là gạo cũng đang ở trong nhà luôn. ở trong nhà luôn mà nước cạn. Là cái nhà nó sập bao lâu rồi bà nhớ Dạo đó này cũng cũng
Vài tháng rồi ạ. Ở trong cái đường bên chợ ông Vẽ này, ở chợ qua cầu hả? Qua cầu. Qua cầu này không có trên kia nữa đi vô. Mà cũng liền con kinh này luôn. Kinh này đi thẳng vô cái kinh đó luôn, nó đi thẳng vô luôn. Nên Hưng, cái cộng Hưng. Vẽ rồi lại cộng Hưng rồi đi vô á. Đường đó đường sông sông đó đi vô. Nghĩa là tình trạng sạt lúng như vậy nè, chắc còn diễn ra nữa, dài dài còn nữa. Còn nữa quá. Thấy cái chỗ này thấy nó nứt nứt quá mà không biết làm sao. Nếu mèo này làm kịp, hôm qua nó làm gì đây nè, không biết làm gì em biết đó. Hôm qua máy móc thì làm cái đó, không biết làm cái gì á. Khoan địa chất. Khoan máy, khoan địa chất. Thấy sao mà gần ngày nó... càng bự cái lỗ này đó, hôm hồi mới lỡ thì không bưng không sao. Vậy là cây dừa với cây xài nào đó cũng vị trí đó nó lúng xuống đó luôn. Đây này có dễ góc ở đây nè. Dạ. Nó tụt xuống đó. Dạ. Nó đó là mé bên đất bên đây. Dạ. Còn bên kia có cây xài thanh không với mấy cây bần. Cũng văng luôn. Văng luôn. Mà sợ là sợ bởi cái bờ luôn nè, là nước nó tràn vô là chết, nó ngập vườn ngập đất hết trơn. Dạ. Nó không bể nó còn được bên nó đỡ, nó không có tràn vô vườn. Mà nếu mà gì mà tràn vô là cái gì dặn thân thứ thì sập hết trơn luôn nè. Dạ. Cũng sắp tới mùa nước rồi. Ừ, sập hết trơn là nước ngập nhà hết trơn luôn đó. Một lần có cái ống bọng vậy đó rồi không có cột lại á. Dạ. Quên mà nó còn ngập sân ngập đồ hết trơn luôn. Mà nếu mà nó bể luôn cái thì thôi chết luôn. Cái cây nào hư hết. Cây hết trơn. Như này còn mỏng te nè, nếu mà không làm kịp thì cái này lướt giật cây vô chắc văng luôn. Này làm sao hôm qua làm vậy đâu, không biết chừng nào mà tới xong làm không biết. Dạ. Rồi cảm ơn bà. Đây là nhìn vô mình có thể thấy là sụp rất là nặng cô chú. Sụp hình như là vô có mười mấy mét á. Đây gần trước cửa hai hộ dân, đây cũng trước cửa một hộ dân. Này không biết sập lâu chưa để hỏi bà con. Ủa anh ơi cho em hỏi cái này sụp lâu chưa vậy? Sụp 2-3 tháng luôn rồi hả? Dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, qua YouTube á. Quý ủy ban bển ha. Và mới nghe đây là cái chỗ chùa nữa. Nghe trong chùa này, gần chùa đó, ở trong đây có chùa lắm không? Dạ đúng rồi. Chùa mới đây. Mới đây, còn này là khoảng 2-3 tháng này, còn kia 3 chỗ luôn. Sụp với dòng sông này là 3-4 chỗ rồi đó ha. Dạ, hồi chiến trước là ngay chỗ cái đường đá là sụp hay xong người ta mới làm lại nè. Đường đá ở đây. Dạ. Còn ở đây thì 2 tháng nay. Dạ. Thì là ở đây bà con đi sao đi được hết đi rồi. Hồi nãy thấy đi đường ngược ra không à, chứ đường này không có đi được. Vậy là dạ. Mình muốn đi về đây là ăn chùa là đi bộ rồi hả? À, không, cũng chạy xe ngược lại à. Như chạy xe ngược lại không à. Vậy là cái này sụp trước mùa mưa. Dạ đúng rồi. Nó sụp một lần một vậy hay là sụp gai gắt từ từ từ? Đầu tiên là nó có lỗ hổng nhỏ xong rồi nó quất luôn qua ba ngày à, rồi sạt luôn. Ba ngày là văng tới cửa tay luôn vậy hả? Dạ. Còn cái chỗ ngay chỗ cái quý ba ông vẽ là chỉ cần một đêm một à, một đêm ngay chỗ quý ba ông vẽ quất một đêm một là gọi luôn. Ừ, nghe quý ba là cách đây mấy ngày à? Độ khoảng như là khoảng hai tuần à. Hai tuần nay ha. Trời đúng rồi, em mới thấy bình thường không sao trên đêm một rồi luôn, quất cái cây dừa cái kia cây dừa xuống luôn à. Mắc cái dừa luôn. Mắc cái dừa luôn. Dạ, cái dừa sạc xuống luôn rồi, chứng dừa hết luôn. Rồi. Mà cái dừa lấy nếu như mà nó duy trì trì giống này chắc nó sống luôn cái gì. Sạc luôn đêm một luôn. Đánh te luôn.
Xong này đó giờ mấy năm trước có tình trạng gì không? Mới đây ăn chơi mấy năm trước không có. Mấy năm trước không có, mấy năm nay thôi à? Dạ. Bởi vậy bây giờ anh chị ảnh đi buôn bán chở hàng trái cây rồi bán, giờ phải đi ngược lại cái đường nó khó khăn lắm, cái đường ăn chạy ra ngoài đây nè, anh thấy nó có mấy cái ấy đá đó, trời ơi chạy khó, Nhưng mà giờ lần chạy sau đường này luôn hả? Nhưng bị hoài luôn á, lần lượt đường xong luôn. nhỏ. Dạ. Đường nó nhỏ quá, đâu có bự đâu. Ờ. Đất đỡ cho mình đi mà. Cái nhà ông lên cái bên đây thì gần tới cái cổng rào rồi. Dạ, đúng rồi. Cái này Mong ăn ở trên Vĩnh Long ha, ở đâu Vĩnh chỗ này Long đâu? qua. Mong đừng sụp nữa hết đi luôn. Dạ. À, thôi cảm ơn. Dạ. Dạ chú ơi, mới đây em đi thêm một đoạn khoảng vài trăm mét nữa thì ở đây xuất hiện thêm một điểm sạc. Quá trời luôn. Sạc nguyên một khúc như vậy là con phải lắng vô phía trong để tạo đường đi mới. Đây em thấy nước chảy xiết lắm, chảy xoáy lắm. Đây mình có thể thấy là nên ăn khuyết vô bờ, phía bên trong bờ rất là xa cái cây bằng đó, đó là phía ngoài hồi đó, còn bây giờ là ăn khuyết vô thiệt là xa luôn rồi, còn chúng vẫn còn hiện trạng nước nữa nè. Vậy đằng kia thì à, ở đây thì người ta có làm bờ kè rồi nè, này chắc có lẽ hồi đó sạt lấp mình ra người ta làm bờ kè ở đây. Rồi, một chút nữa tí nữa sẽ tới cho điểm sập lún, em sẽ tiếp tục ghi hình cho cô chú xem. Nè, đây cô chú thấy là ngay chân ngã ba nè, một phần sân chùa đã bị sập xuống sông rồi. Đây là tượng Phật Quan Âm. Phật Quan Âm. Khu vực sạt lở nguy hiểm của chú thấy không? Đây chính quyền cắm hẳn một cái bảng báo là khu vực sạt lở nguy hiểm nè, đề nghị nhân dân đi đường khác nè. Đây là một phần của cái chùa. Ở đây chùa cắt luôn sắt, cắt sắt luôn để nó không có bị khéo theo á. Nguyên một cái đường sập xuống hết. Còn đây là trước cổng chùa cô chú. Anh hết trơn rồi chú ơi. Chỗ bê tông thiệt là lớn ở ngoài nó cũng không chịu nổi ha.
Hiện tại em đang đứng trên cái đường mà cô chú thấy hình giống như em đang đứng dưới đáy sông ha. Bên thành hết rồi. Ở đằng kia thì người ta đang khoan khoan trụ thì phải. Đất nước chảy hết rồi cô chú. Ở đây mình có thể thấy là đất có nước chảy hết rồi. Sạt ra. Đảng thì người ta đang khoan địa chất coi nó như thế nào. Thì trước cửa nhà một hộ dân sạch quanh hết rồi. Từ phía trên sụp xuống độ tầm khoảng hơn 1 mét đó cô chú, gần 2 mét. Đây là phần nhựa nè, phần nhựa nó chảy hết rồi nè. Đây là trục đường chính mà đang cấp cả năm rồi nhưng mà cũng không chịu nổi cái mùa nước này nữa. Cô thấy ha, là nó lúng xuống luôn. Ngồi luôn cả đá và cát luôn nè. Chơi luôn phần sắt của chùa luôn. Giờ chùa đành phải đóng cửa. Bây giờ bà con đi về hướng này, nếu giờ không thể đi hướng này được, không phải về hướng ngược lại được. Phan gì đục 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 đó nó. Chắc cũng đất qua phan coi địa chất đó làm sao hả? Này là nãy có hỏi là muốn phan cũng cả nửa tháng nay hả? Nửa tháng. Lúc sụp đó sụp thấy trong vòng một ngày hay nhiều ngày chứ?
ngày một. Đó, chú hay là ban đêm hay ban ngày không? Ban đêm 3, 2 giờ khuya. 2 giờ khuya là đồ sụp cái một là mất luôn đó hả? Lúc đó chú còn thức hay là mình có nghe tiếng động gì lớn không? Ngủ mình giật mình vậy ha? Cái đó là nó sập chứ không phải là lỡ, đó là nó lúng á. Lúng xuống á. Dạ. Là nó không phải lỡ ra, nó sập xuống nó lúng chứ, nhưng có bọng chứ lúng chứ. Lúng là mất đất luôn á. Lúng mất đất chứ không phải là sập đất, không phải là lỡ ra đâu. Đó là lúng á. Vậy là giống như những trường hợp ở Cà Mau với Kiên Giang rồi. Ừ. Nó lúng chứ đâu phải là nó sạt lỡ. Nè yeah, khúc đường này đi dài đáng là thấy nhiều chỗ làm lại là đó cũng có sạc đây ra hả? Sạc hết khúc đằng dưới là sạc hết. À. Sạc nguyên bờ dưới. Ở dưới là sạc. Ở trên bên đây là lúng quá. Dạ lúng. Không phải là sạc. Ừ, nghe mới nói, nghe nói là quỹ ban ngoài cũng có nữa phải không? Ờ bên ngang quỹ ban á, bên chợ, phía bên chợ. Dạ. Yeah. Phía bên chợ. Đối diện quỹ ban. Đối diện ủy ban ha. Ừ, đối diện ủy ban. Sạt lở quá trời, không có đường đi gì chứ. Dạ. Cái này cũng mấy tháng rồi mà sao chưa thấy, chưa thấy khắc phục ha. Mấy tháng rồi chưa khắc phục. Cái như là qua Tết một hai tháng gì đó là bắt đầu sụp luôn hết chứ. Sụp luôn. Ngày sụp trước mùa mưa rồi. Trước mùa mưa. Lúc dậy nó mới sập là nước nó cạn ở dưới sông á, dạ. Nó mới sập. Chắc giờ tối mà nước nó cạn sát dưới sông, cạn sát dưới sông. Dạ. Rồi đầu nó lúng xuống luôn, sập xuống luôn. Lúng xuống, sập. Tiếng đường bên sông mình có thấy có ảnh hưởng không? Sao bên mình nó nhiều? Bên sông cũng có, khúc dưới Ngã Ba dưới đây nè, ông xuống Ngã Ba dưới đây nè. Khúc trên đây không có, xuống dưới chút xíu à. Dạ. Ờ, có cũng sạt lở giống như bên đây. Dạ. Hai bên đều sạt lở hết. Dạ, tiếng sông này là sạt cũng như là nát hết trơn rồi. Ờ, hai bên đều sạt lở hết. Tình hình này nếu mà sạt vậy đó chắc sạt từ từ hết chứ không không còn nhiều đâu. Từ từ hết. Thì ông đi dài dài chắc nó sạt mé tụt lần lần vậy. À, chỗ phòng thuốc nam gì đó là dài quá cũng có luôn đó. Tụt lần lần hết vậy. Hôm nay sau cái vụ sụp đất này sụp quá đất tai. Đó là tàu ghe nó vô bơm cát đá cho được cao tốc mà tới giờ nó bị sụp hết trơn. Cũng như vô xây dựng vật liệu đâu đó. Cái lượng tàu ghe đi quá nhiều ha. Ừ. Tàu lớn không, đạp biết còn. Dịch lộn cái thước hay thước. Những năm trước khi mà ghe tàu lớn vô là đâu có bị ha. Đâu không có bị. À. Mới mấy năm nay đường cao tốc rồi dưới xà lan cát đá đồ làm xây dựng vật liệu mới bị. Dạ. Xà lan lớn. Thì vô hàng ngày mà ha. Ừ. Vô chạy thứ gì nó đạp, chạy thứ gì ở dưới sông vậy chứ nó lãng lứt rồi nó đạp cát đồ trôi với mẹ kìa. Dạ. Lúc mà máy chạy thì nước á nó đẩy phù sa đi hết luôn. Đẩy phù sa đi hết. Như bóng lũ. Vậy là con gạch con sông này giờ sâu lắm nè. Ừ. Để đi dài ngoài rồi chắc tôi qua bên sông quá. Qua bên sông chạy xuống dưới đây nè. Dưới đây chút xíu qua nó xuống dưới đó chút xíu còn sạt lở giống như bên đây vậy nè. Dạ. Nó cũng cỡ mấy tháng nay cái gần tháng nay ha. Ừ, mấy tháng nay. Dạ. Nè, đi con đi qua bển kìa. Con đi chút. Hiện tại em đang ở bên bờ sông. Tiếng đường đang sạt. Cô cho hỏi tiếng đường này mình sạt lâu chưa vậy cô? Lâu rồi. Dạ. Dạ. Nó chống sạt nhiều hơn hả cô? Sạt cũng nó bưng cái đường đi ra luôn. Nó bưng đường đi ra luôn hả? Bưng đường đi ra. Dạ. Cái đập cái đắng. Dạ. Đây này
Dạ. Mà nó chưa có thập xuống sông thôi. Dạ. Nhưng mà nó được cái đa nó bung lên rồi mà chưa sẵn xong. Bao. Tắng hả cô? Tắng. Dạ. Ghê lắm, ở ẩn thì ghê đó. Dạ. Ẩn sụp một cái là nước nó thế này nè, thì gần tới nước là nước lên nè. Dạ. Cứ thể thể là bưng cái đó rồi vô giường tắng chân. Những bưng này là bề bao hư hết rồi vô giường. Bưng bề bao vô nó hết là hết giường ta luôn. Ngập hư cho giấy. Hư hết luôn. Dạ. Vũ dần lắm, đắng lắm. Dạ. Mấy năm trước có tình trạng gì không cô? Không, nói đây nè. Ở đẳng nó cũng đẳng mới đây rồi này thì hồi trong Tết tới giờ rồi. Này trong Tết. Dạ. Còn ở đằng kia là mới đây. Mới đây à. Dạ. Thì nó thật ghê lắm. Nó có thể là đưa xuống luôn là vô vườn ta nước ngập tràn luôn. Là chết hết. Dạ. Mùa nước mình chưa nhiều nè. Nếu chưa còn chưa nhiều nữa. Chưa nhiều mà nó sụp bòi, nó sụp đa nó trơn rồi. Dạ. Ghê lắm. Dạ. Dạ đến chạy chóng. Chạy đẳng một chút thấy liền hả. Dạ. Cái đó đó. Dạ. Cảm ơn cô. Này cô chú. Banh hết trơn rồi cô chú ơi. Bây giờ cũng xuống sông hết nè. Chiều mẹo hết rồi. Nhà bà con cũng còn tạm bỡ lắm ha. Hôm nay đừng có chạy quá.